Rồi nay mình xin chào cả nhà. Quýnh lưới nãy nãy mưa quá rồi không có quay, mới quýnh lưới vừa rồi luôn. Rồi, chưa hé lên luôn. Mới rạng đông à. Chưa rạng sáng. Giấc này mặt trời mới hé lên vàng vàng. Sáng anh em ăn mì với cơm nguội. Không ngủ miếng miếng thì chưa có miếng lâu rồi cho mình bỏ cái gì kim đây rồi ăn uống rồi giống này anh em lấy lưới.
luôn. Khoai không à, trắng ít quá. Chút nữa dính dịch ranh luôn. Mình luôn ghe ghe câu ốc tao gì á, khoai khoai luôn, nghỉ con luôn. Gấp chứ không phải vớt. Nè nó gớt vớt nè. Quết với mắm rươi. Mắm rươi này rồi nóng dữ lắm đó. Chị muốn ớt mình cài luôn. Mùi nóng. Hôm qua nhảy xong rồi. Xong rồi nhảy, nhảy biển. Nhảy xuống biển. Ngon quá cả nhà. Quá. Rau rồi. Ủa, nhai con muốn về là được khỏi ăn cá, nhai muốn gạo gạo thật câu. Cồn đổi 2-3 cái nón. Nắng rồi. Để dở cái mùi bỏ đi. Để bú à. Dở lỗ nữa thôi. Lên đây mấy nắng nè. Nắng chịu cái lưng. Nóng là nóng quá. Rồi xem thiếu khoáng. Ngủ lại nóng. Nè. Ra mình. Thằng ốc mà cũng có thế ha. Mình tính bỏ thằng cắn ngay nè. Sợ gai đầm. Mà em nay ốc bắn người không gì. Đã về biển đi. Lời được cái đó là bẻ mà em thích làm luôn cái mà em thích thì. Gặp tiền về
nấm này rất là lạ, nhớ còn cần nhiều cái nha. Tưởng cảm tưởng ngon, ốc lột búa chưa bao giờ chưa búa đâu, hồi nó mới búa à, rễ không gà mà lấy búa. Đầu gần nó có dao sắc đó, nạm vô cái dao đó vô cục kim ăn luôn. Tắt máy điện còn cái cạnh. Rồi giờ mấy anh em xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Chào. Giữa nhà.